Thể thao Hà Nội tổ chức. Những ngày qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã lựa chọn các tiết mục tham gia liên hoan, đồng thời tích cực tổ chức cho hơn 100 ca sĩ diễn viên luyện tập thường xuyên nhằm mang đến liên hoan chương trình dự thi ấn tượng và đạt chất lượng cao. Liên hoan nhằm tuyên truyền sâu rộng giá trị lịch sử và thực tiễn của đề cương văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa, nêu cao truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước, góp phần tuyên truyền quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước. Với chủ đề Văn hóa, hội tụ, bản sắc và phát triển, Trung tâm đã lựa chọn 4 tiết mục để tham dự liên hoan, trong đó có 2 tiết mục đồng ca hợp xướng Hà Nội mùa thu và Những trái tim Việt Nam, 2 tiết mục ca múa nhạc. Tổng thời lượng của cả chương trình khoảng 20 phút. Các tiết mục tham gia liên hoan có nội dung ca ngợi Việt Nam, đất nước, con người trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong công cuộc đấu tranh hào hùng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ca ngợi thể hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân về nền văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa bản sắc riêng làm nên hồn cốt của dân tộc, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Với sự chuẩn bị công phu từ xây dựng kịch bản, đạo diễn chương trình, biên đạo múa, trang phục biểu diễn, đặc biệt là sự tham gia luyện tập tích cực của trên 100 ca sĩ diễn viên, đạo diễn chương trình, hy vọng rằng đoàn Quốc Oai sẽ mang đến liên hoan ca múa nhạc Hà Nội một chương trình thật ấn tượng và đạt chất lượng cao.